Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Thúy Miên xin gửi lời chào kính mến tới quý vị khán giả của chương trình Sống khỏe cùng IC Life. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với chủ đề bệnh táo bón. Và với chủ đề này thì quý vị có bất kỳ một thắc mắc hay một vấn đề nào đó cần được giải quyết thì quý vị hãy liên lạc ngay với chúng tôi thông qua số hotline 0826212102 hoặc gửi thư về chương trình qua địa chỉ email tuvanbacsi145a@gmail.com. Táo bón là một vấn đề phổ biến ở hầu hết các độ tuổi, nhưng đặc biệt khi nó mắc phải ở trẻ nhỏ thì nó sẽ gây ra những cái nguy hiểm và những biến chứng về sau, bởi trẻ nhỏ chưa nhận thức rõ được cái vấn đề mà mình đang mắc phải cũng như là các mối nguy hiểm và đe dọa. Chính vì thế ngày hôm nay chương trình của chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia Phương Minh sẽ cùng chúng ta bàn kỹ hơn về tình trạng này. Vâng, xin chào chị ạ, cảm ơn chị đã nhận lời mời của chương trình ngày hôm nay. Xin chào MC, xin chào quý khán giả của chương trình Sống khỏe cùng IDC Live. Vâng, và tuần vừa rồi thì chương trình có nhận được rất nhiều các câu hỏi liên quan đến vấn đề táo bón và đặc biệt là táo bón ở trẻ nhỏ. Và trong đó thì có câu hỏi của mẹ Thanh Hoa ở Đồng Nai. Câu hỏi có nội dung như sau: tôi đang có bé gái 3 tuổi, tuần vừa rồi cháu có ốm và phải uống kháng sinh. Sau đó cháu bị táo bón đến nay cũng đã hơn 1 tháng rồi mà vẫn chưa khỏi, nên tôi rất lo lắng. Tôi cũng đã cố ép cho bé ăn nhiều rau xanh, nhưng tình trạng vẫn chưa cải thiện được nhiều. Vậy làm cách nào để cháu hết được táo bón ạ? Và tôi xin cảm ơn chương trình rất là nhiều. Vâng, và trước tiên thì chuyên gia có thể nói kỹ hơn về cái tình trạng táo bón hiện giờ của bé được không ạ? Tình trạng của bé hiện tại bây giờ đang là táo bón do sử dụng thuốc kháng sinh một phần, hoặc là bé đã có thể tật khó đi vệ sinh từ trước rồi, sau đấy liên quan đến việc sử dụng kháng sinh nữa. Bởi vì sao? Việc sử dụng kháng sinh do bé bị ốm ấy, thì nó sẽ diệt bỏ những vi khuẩn có hại đường hô hấp chẳng hạn, là dưới như bé có bị liên quan đến hô hấp thì cũng diệt luôn cả vi khuẩn có lợi đường ruột. Có nghĩa khi đấy cái loại vi khuẩn đường ruột của bé đang bị loạn khuẩn, hoặc tình trạng loạn khuẩn dẫn đến cái tình trạng táo bón của trẻ. Loạn khuẩn đường ruột nó sẽ gây ra hai vấn đề, hoặc là có thể tiêu chảy, hoặc là có thể dẫn đến là táo bón đấy. Thì bé đang gặp trường hợp đó là táo bón, thì đấy là loạn khuẩn đường ruột do sử dụng kháng sinh. Vâng, vậy thì ngoài cái nguyên nhân táo bón do dùng thuốc kháng sinh ở trẻ nhỏ thì còn có những cái nguyên nhân nào gây ra cái tình trạng táo bón ở trẻ nữa thưa chuyên gia? Tình trạng táo bón của trẻ thì có rất nhiều nguyên nhân gây ra. Đấy. Ngoài cái việc mà sử dụng kháng sinh để mà dẫn đến là bé táo bón thì còn nhiều nguyên nhân khác, và sử dụng nguyên nhân là bé ăn quá ít chất xơ dẫn đến cái khuôn phân nó không tạo được ra, dẫn đến có một phần bé đi táo bón, hoặc là do có thể thiếu nước. Thiếu nước cũng là một phần liên quan đến táo bón. Khi mà bé bị thiếu nước thì là nó sẽ hấp phụ lại cái nước ở trong đường tiêu hóa vào để mà sử dụng cho quá trình hoạt động hàng ngày của bé, cũng dẫn đến rằng là bé bị táo bón. Cái đấy là cái thiếu nước, vừa là hấp phụ lại vừa là bé chơi đùa nhiều, mồ hôi ra nhiều, hấp phụ lại nước dẫn đến táo bón của bé. Hoặc là trong quá trình mà đối với những bé mà bị bệnh bẩm sinh ấy, đấy, có nghĩa là bị bệnh dài đại tràng, nó là một bệnh bẩm sinh bây giờ cũng không phải là hiếm gặp nữa. Tại vì trong cái tháng vừa rồi, những tháng 2 vừa rồi thì khám cho các bé đã đến 2-3 bé là hiện tượng bị dài đại tràng, chứ còn nó không phải là quá hiếm gặp nữa rồi. Đấy. Và tình trạng nữa là phình đại trực tràng thì trường hợp này ít hơn, cực kỳ ít thấy những cái bé hiện vị như vậy. Đó, đấy là những cái lý do đơn giản, dễ hiểu nhất về cái vấn đề là nguyên nhân dẫn đến táo bón của trẻ. Còn để mà hiểu kỹ hơn từng bệnh lý một thì nó rất là dài về sau. Đấy, giả sử như là bị táo bón cục một này, hay là bị táo bón cả cái khuôn phân dài này, hay là bị táo bón dài này mãi mà không khỏi. Đấy, thì là nó rất là nhiều vấn đề về táo bón của trẻ em. Vâng, có thể thấy là bà mẹ đang rất lo lắng đối với tình trạng của con và đã thử rất là nhiều cách, ví dụ như là tăng cường cái lượng rau xanh lên cho con, nhưng mà tình trạng vẫn chưa cải thiện được nhiều.
Vậy thì không biết là cách áp dụng của mẹ như thế đã đúng chưa? Và ta cần bổ sung thêm những cái phương pháp nào nữa có thể cải thiện tốt cho tình trạng cho con ạ? Tình trạng của mẹ Thanh Hoa hiện tại bây giờ như thế là đang bổ sung chưa đúng cách, chưa đúng vào cái nguyên nhân mà gây táo bón của con. Nguyên nhân táo bón của con đây là loạn khuẩn đường ruột do sử dụng kháng sinh. Thì khi đấy mình phải bổ sung vi khuẩn kháng lợn đường ruột cho bé, ổn định được cái hệ vi khuẩn kháng lợn đường ruột cho bé, đồng thời bổ sung thêm chất xơ, thì khi đấy mới phục hồi được cái vấn đề táo bón con sau khi sử dụng kháng sinh. Chứ bây giờ mà sử dụng rau xanh không, chỉ cung cấp chất xơ thôi mà vi khuẩn kháng lợn đường ruột nó đang bị rối loạn như vậy thì cái tình trạng táo bón chỉ đỡ đi được một phần thôi, chứ nó chưa thể nào mà hết được hoàn toàn bên táo bón cả. Đấy. Thế nên là vấn đề là mình không hiểu được cái nguyên nhân, thành ra là cái giải pháp mình nó đang thực hiện đang bị chưa đúng, dẫn đến tình trạng là làm sao mà cả tháng trời nay rồi mà mình chạm táo bón của bé chưa dứt, mà để lâu như vậy ấy, có những bé để lâu quá nó dẫn đến tình trạng khuân phân bắt đầu to. Khi mà khuân phân bắt đầu to như vậy nó dẫn đến tình trạng trực tràng bị giãn. Khi mà giãn lại trực tràng rồi thì điều trị rất là lâu, cực kỳ lâu mới hết được cái tình trạng táo bón của trẻ. Đơn cử như cái trường hợp mình vừa với khám hôm qua xong. Đấy, khuân phân của bé rất là to, 3 tuổi mà khuân phân to như của người lớn. Thì như đấy bắt đầu tự giãn rồi, giãn nhẹ về cái đại trực tràng rồi. Đấy, thì khi đấy mình phải điều trị sẽ lâu dài hơn, chứ không thể là 1 tuần, 2 tuần mà hết được ngay cái tình trạng táo bón của con. Đấy, có những bạn mình đã phải điều trị mất khoảng 3 tháng mới hết được cái tình trạng táo bón dứt hoàn toàn, chứ không phải chỉ dứt được cái triệu chứng táo bón đâu. Vậy thì mẹ Thanh Hoa đang sử dụng rất nhiều rau xanh cho bé, bạn em bé ăn thường xuyên như thế. Vậy thì ngoài rau xanh thì ta cần phải bổ sung những cái thực phẩm như thế nào để có thể tốt cho tình trạng của bé hiện tại? Cái rau xanh, cái việc bổ sung rau xanh là nó chỉ bổ sung được đa phần là chất xơ không hòa tan thôi. Còn chất xơ hòa tan thì mẹ chưa chú ý bổ sung cho con, mà trong cái chất xơ hòa tan nó nằm ở đâu? Đấy, nó nằm trong rất nhiều, trong quả bơ, trong hạt vừng đen. Đấy, hoặc là trong củ khoai lang. Ngày xưa ăn uống nó rất là bừa, nghĩa là nó không có một cái trình tự nào hết. Thế nhưng mà việc ở quê ấy, trồng khoai lang rất nhiều, việc ăn cái khoai lang sống ấy, đấy, nó cũng giúp một phần là cung cấp chất xơ hòa tan, dẫn đến tình trạng là táo bón nó không bị xảy ra nhiều lắm. Đấy nhá, đấy là một cách về bệnh đơn giản. Thì bây giờ bé 3 tuổi có thể là ép cái nước khoai lang sống, em lấy nước cho bé sử dụng, hoặc là ăn quả bơ. Nhưng mà ăn bơ ở đây không phải là cho thật nhiều đường, nhiều sữa vào, khi đấy nó mất cái tác dụng chất xơ của bơ. Đấy, mà cho một chút xíu hoặc thậm chí là không cần cho đường, cho sữa, ăn cái miếng quả bơ không ấy, thì đấy nó sẽ giàu chất xơ rất là nhiều. Đấy là cái chất xơ không hòa tan. Còn ngoài ra, nguyên nhân chính dẫn đến cái vấn đề mà táo bón của bé nhà mẹ Thanh Hoa ở đây ấy, là vi khuẩn kháng lợn đường ruột. Thì đấy mình phải bổ sung thêm vi khuẩn kháng lợn đường ruột bằng cách thứ nhất, bé sẽ uống thêm cái lợn khuẩn đường ruột, và có thể là một số dòng như Itromina chẳng hạn, hoặc là một số dòng vi khuẩn kháng lợn đường ruột khác. Đấy, hoặc và đồng thời cho bé ăn thêm sữa chua này. Đấy, hoặc là sữa chua ăn hoặc sữa chua uống, thì khi đấy nó sẽ cung cấp lợn khuẩn đường ruột. Thì đấy là những cách mà tự nhiên nhất để mà bổ sung lợn khuẩn đường ruột cho con. Sau khi nếu mà bổ sung chán rồi, mãi rồi mà con chưa có dấu hiệu đỡ, thì đấy mình sẽ nhờ chuyên gia tư vấn cho kỹ hơn. Tại vì tùy từng trường hợp cụ thể, nó sẽ có những cách giải quyết cụ thể khác nhau. Vậy thì ngoài việc là áp dụng chế độ dinh dưỡng để cải thiện tình trạng táo bón của bé, thì mình còn có thể áp dụng những cách nào nữa không ạ? Ngoài vấn đề dinh dưỡng ra, thì đương nhiên cái vận động nó cũng góp phần một phần là giải quyết được vấn đề táo bón. Bởi sao nó tác động lên cái nhu động ruột. Đấy. Vận động nó sẽ tác động đến cái nhu động ruột, đó bằng cách là mình sẽ tập thể dục thể thao hàng ngày. Đối với bé 3 tuổi thì có thể là cho bé nằm trên giường với gập bụng, gập chân, nghĩa là bé có thể chơi cái trò chơi là như đạp xe nằm trên giường, thì khi đấy nó tác động lên cái phần bụng này và tác động lên cái nhu động ruột cho bé. Nhưng mà hàng ngày làm ít nhất khoảng độ 15-20 phút, chứ hời hợt 5-10 phút thì nó không có tác dụng nhiều. Hoặc là cho bé chạy nhảy nhiều, đi lại nhiều, vận động nhiều các môn thể thao như sử dụng đá bóng chẳng hạn, thì nó cũng vận động cơ chân nhiều, cơ bắp nhiều, thì tác động lên phần bụng. Đấy, thì nó cũng tăng cường cái nhu động ruột lên. Xin cảm ơn chuyên gia Phương My với những cái chia sẻ cũng như là những lời nhắc nhở cho các bà mẹ đang chăm con bị táo bón rất là hữu ích vừa rồi ạ.
Vâng, như vậy đối với bé nhà chị Thanh Hoa thì việc chỉ ăn nhiều rau thôi là chưa đủ mà cần bổ sung thêm các thực phẩm thuộc bốn nhóm chất nữa thì mới có thể đảm bảo được sức khỏe cho bé cũng như là đề phòng bệnh táo bón được tốt hơn. Vâng, và nếu quý vị muốn được tư vấn kỹ hơn về từng trường hợp bệnh cụ thể, quý vị hãy liên lạc qua với chúng tôi qua số hotline 0826 212 102 hoặc gửi thư về chương trình qua địa chỉ email tuvonbacsi145@gmail.com. Vâng, và nếu quý vị không muốn bỏ lỡ bất kỳ một thông tin sức khỏe hữu ích nào thì hãy nhớ theo dõi chúng tôi vào khung giờ 20 giờ hàng ngày trên kênh IDC Live và nhớ nhấn đăng ký kênh cũng như là nhận thông báo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.